Bắc Tông, một triều đại được coi là kỳ lạ trong 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, triều đại này được xem là gã khổng lồ kinh tế, chú lùn quân sự. Trong suốt 167 năm, đã huy động hàng triệu quân để xây dựng nên đô thị kinh tế lớn nhất thế giới thời bấy giờ, với tổng dân số hơn 100 triệu người, gần gấp đôi triều đại Hán và Đường, cùng là triều đại đứng đầu thế giới về kỹ thuật in ấn, và 3 trong số 4 phát minh vĩ đại của Trung Quốc và làm thay đổi cả thế giới là thuốc súng, la bàn, làm giấy, đều xuất phát từ Bắc Tông. Thế nhưng, một quốc gia hùng mạnh như vậy hầu như chưa bao giờ thắng trận chiến lớn nào. Vào thời kỳ Tịnh Khang, gần như toàn bộ hoàng gia đã bị bắt làm tù binh. Vậy tại sao Bắc Tông lại rơi vào tình cảnh kỳ lạ như vậy? Phải bắt đầu từ các vị hoàng đế của họ. Trước khi vào video khám phá triều đại Bắc Tông, các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Tại sao Bắc Tông lại có hai thuộc tính mạnh và yếu trái ngược nhau cùng một lúc? Mọi chuyện bắt đầu từ vị hoàng đế sáng lập nhà Tống, Tông Thái Tổ Triệu Khuông Dận. Ông được mệnh danh là hoàng đế mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Ông xuất thân từ một gia đình quân sự có ảnh hưởng ở triều đại Hậu Trụ, một trong những vương triều trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, là một thời kỳ trọng yếu trong lịch sử Trung Quốc. Nhờ tài năng và lòng trung thành, Triệu Khuông Dận nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ quân đội, trở thành một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Hậu Trụ. Năm 960, khi Hậu Trụ đang đối mặt với nhiều khó khăn nội bộ và nguy cơ từ ngoại bang, Triệu Khuông Dận đã thực hiện một cuộc binh biến nổi tiếng, gọi là Binh Biến Trần Kiểu. Trong cuộc binh biến này, quân lính dưới quyền ông đã đội hoàng bào lên người ông, tôn ông làm hoàng đế, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Bắc Tống. Sau khi Triệu Khuông Dận thành lập triều đại, ông phải đối mặt với nhiều cuộc nổi loạn, trong đó có các cuộc nổi dậy ở Lư Châu và Dương Châu. Sau khi lên ngôi, ông không chỉ dùng được trị quốc mà còn ban thưởng cho các cựu thần của Triệu trước. Ông ban cho kim thư thiết khoán, kim thư này được xem như là kim bài miễn tử, chỉ cần họ không phản loạn. Ông cũng tổ chức sự kiện chén rượu tước binh quyền, củng cố quyền lực trung ương và thực hiện chính sách tước đoạt quyền lực quân sự của các tướng lĩnh địa phương, thu hồi quyền chỉ huy quân sự từ các tướng lĩnh để tránh việc các tướng lĩnh nổi loạn như trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, nhưng nó cũng dẫn đến sự suy yếu quân đội sau này. Dưới sự cai trị của ông, nền kinh tế Bắc Tông đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Ông cũng chú trọng đến giáo dục và thi cử, mở rộng hệ thống khoa bảng để chọn lựa nhân tài phục vụ trong triều đình. Triệu Khuông Dận tiếp tục tiến hành cuộc chinh phục để thống nhất đất nước. Trong 13 năm chinh phạt, ông chiếm Nam Bình, Nam Hán và Nam Đường. Tuy nhiên, chính sách trọng văn khinh võ của ông đã dẫn đến sự suy yếu về quân sự, mặc dù quốc gia rất thịnh vượng về kinh tế và văn hóa. Những vị hoàng đế tiếp theo cũng tiếp tục chính sách này, khiến cho địa vị của các võ tướng ngày càng bị hạ thấp và quân đội không thể chống lại sự tấn công từ các thế lực phương Bắc như nhà Liêu và Tây Hạ. Sau khi Triệu Khuông Dận qua đời, em trai ông là Triệu Quảng Nghĩa kế vị, lấy tên là Tông Thái Tông và tiếp tục nỗ lực thống nhất đất nước. Cuộc kế vị này xảy ra rất nhiều tranh cãi và là một trong những nghi án nổi tiếng nhất thời Tống. Một số nhà nghiên cứu tỏ ra nghi ngờ về cái chết của Tổng Thái Tổ và cho rằng ông bị chính người em Quảng Nghĩa hãm hại để giành ngôi báu khi ông ốm trên giường bệnh. Nghi án này được gọi với tên gọi Phụ Thanh Chúc Anh. Tương truyền, vào đêm hôm trước khi Thái Tổ qua đời, ông đã cho chuyển em trai là Triệu Quảng Nghĩa vào cung uống rượu. Thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai anh em ông. 4 người hầu ở ngoài đến nửa đêm thì nhìn vào trong phòng thấy xuất hiện bóng của một người thứ ba, lúc đó cũng nghe thấy tiếng rìu và tiếng la của Thái Tổ, nhưng đã được dẫn trước nên không ai dám vào xem. Sáng hôm sau, Triệu Quảng Nghĩa bước ra ngoài, tuyên bố là hoàng đế đã băng hà và truyền lại ngôi báu cho mình. Về sau, Tổng Thái Tông truyền ngôi cho con cháu mình, không trả lại ngôi cho con của Thái Tổ. Bản thân con Thái Tổ, Triệu Đức Chiêu, sau đó cũng bị chết một cách không rõ ràng. Tuy nhiên, khi Tống Cao Tông không có con trai nổi giỏi, ông đã chọn một hậu duệ của Thái Tổ làm người nối ngôi để kế vị vào năm 1161. Sau năm 1161, tất cả các hoàng đế nhà Tống tiếp theo đều là hậu duệ của Tống Thái Tổ thông qua hai con trai của ông là Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương. Chính vì sự trùng hợp này mà mãi về sau, Triệu Quảng Nghĩa luôn mang tiếng là giết anh trai cướp ngôi. Khi mới lên ngôi, Tống Thái Tông chủ trương thu hồi Yên Vân từ tay người Liêu. Tuy nhiên, cuộc chiến với nhà Liêu để giành lại 16 châu Yên Vân đã gặp thất bại nặng nề trong trận Cao Lương Hà, hay còn gọi là trận U Châu năm 979. Trong giai đoạn này, Bắc Tống cũng cho quân đánh vào nước ta. Vào năm 979, vua Đại Cổ Việt là Đinh Tiên Hoàng và con bị giết, thập đạo tướng quân Lê Hoàn nắm quyền trong nước. Hầu Nhân Bảo biết Đại Cổ Việt có loạn, khuyên Thái Tông đưa quân đánh về phía Nam. Năm 980, Lê Hoàn được tôn làm hoàng đế, lãnh đạo cuộc kháng chiến. Đầu năm 981, các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tố, Lưu Trung, Giả Thức tiến quân vào Đại Cổ Việt. Tháng 3 năm đó, quân của Hầu Nhân Bảo bị trúng phục binh Việt, Nhân Bảo tự trận. Tôn Toàn Hưng bị đánh ở sông Bạch Đảng. Được tin đó, quân đội Bắc Tống vội vàng lui về nước, chiến dịch của Tống hoàn toàn thất bại. Trong thời gian ông trị vì, ông thúc đẩy văn hóa và giáo dục. Ông đã khuyến khích việc học hành và thi cử, đặt nền móng cho hệ thống thi cử của Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là người sáng lập nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như Kinh Thành Biển Kinh, nay là Khải Phong. Theo ghi chép, Triệu Quảng Nghĩa còn là một người sáng tạo thành ngữ. Ông rất thích đọc sách và đã ra lệnh cho đại thần Lý Phòng biên soạn một cuốn sách mang tên Thái Bình Tổng Loại, sau này đổi tên thành Thái Bình Ngụ Lãm. Cuốn sách này có khoảng 1000 cuốn, bao gồm nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo và triết học. Nếu phải mô tả Triệu Quảng Nghĩa bằng một câu thì đó là khả năng quân sự yếu kém, có tài năng trị nước. Sau khi Triệu Khuông Nghĩa qua đời, ngai vàng được truyền cho con trai thứ ba của ông là Triệu Đức Xương, hay còn gọi là Triệu Hằng. Ông được xưng là Tông Chân Tông. Đến triều đại của ông và về sau, những hoàng đế cầm quyền ngày càng ít chú trọng quân sự, trái lại ra sức bảo vệ công trình dân sinh, chú trọng đến chính trị và nền kinh tế. Kinh tế chính thức thịnh vượng, công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, diện tích canh tác đất đai lên tới 5 tỷ mẫu, tổng thu nhập gấp 7 lần so với thời nhà Đường. Dưới triều đại Tống Chân Tông, ông đã ký hiệp ước hòa bình với nhà Liêu. Hiệp ước này gọi là Hòa Ước Thiền Uyên, mang lại một thế kỷ hòa bình cho Bắc Tống. Hiệp ước quy định hai bên Tống và Liêu xưng hô nhau là anh em. Nhà Tống mỗi năm phải gửi cho Liêu 100.000 lạng bạc và 200.000 tấm vải coi như là khoan viện trợ. Sau khi Chân Tông qua đời, Tống Nhân Tông lên ngôi, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa và quân sự. Ông cũng là hoàng đế trị vì lâu nhất của Bắc Tống và là hoàng đế nhân từ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây là giai đoạn then chốt trong lịch sử Trung Quốc và cũng là thời kỳ mà những thay đổi lớn lao đã được thực hiện, định hình lại toàn bộ cấu trúc xã hội và chính trị của đất nước. Triều đại của ông là một trong những thời kỳ thịnh trị nhất của Bắc Tống, với những tên tuổi lớn như Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tử và Tư Mã Quang. Tuy nhiên, mối đe dọa từ Tây Hạ và nhà Liêu vẫn luôn tồn tại. Gia thế của Tống Chân Tông đến nay vẫn là một bí ẩn lớn với truyền thuyết Ly Miêu Cháo Thái Tử. Theo đó thì Lưu Đức Phi và Lý Thần Phi năm đó cùng mang thai. Lưu Đức Phi sinh con gái nhưng mất sớm, còn Lý Thần Phi sinh con trai. Đức Phi bèn lập mưu cùng hoạn quan Quách Hòe tráo con của Thần Phi bằng một con Ly Miêu và nói rằng Lý thị sinh ra yêu nghiệt. Sau đó Lưu Phi được phong làm hoàng hậu, còn Lý Phi bị đuổi ra khỏi hậu cung và lưu lạc dân gian, còn Thái tử được Bát Hiền Vương đưa về phụ bảo hộ. Về sau, Chân Tông không có con trai, ông lập con của Bát Hiến Vương làm thái tử, chính là Nhân Tông. Đến cuối đời, Lý thị được hóa giải nổi oan và được vua đón vào cung tôn làm hoàng thái hậu. Tuy nhiên, lịch sử về triều đại Tống không hề nhắc một dòng nào về vụ việc này, cho nên đến nay vẫn chưa có triều đại nào công nhận việc này. Dưới triều đại của ông, khoa cử phát triển mạnh, đặc biệt là kỳ thi năm 1057 với sự tham gia của nhiều nhân vật kiệt xuất như Tô Thức, Tô Chiết và Trương Tài. Nhiều phát minh lớn như la bàn, thuốc súng và kỹ thuật in ấn ra đời trong thời kỳ này. Mặc dù ông là một vị hoàng đế hiện tử, luôn coi trọng đạo đức và phúc lợi của nhân dân, nhưng trong triều đại của ông là triều đại tham nhũng nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, với những cái tên nổi bật như Vương Dư, Vương Thừa Tông, Lý Tưởng, Trần Hy Tăng. Chính vì tham nhũng quá nhiều nên người đời sau gán cho triều đại của ông là triều đại đào tạo gian thần. Sau khi ông qua đời, hoàng đế tiếp theo của triều đại Bắc Tống là Tống Anh Tông, Triệu Thủ. Ông tiếp tục triều đại nhà Tống sau giai đoạn thịnh vượng của người tiền nhiệm Tổng Nhân Tông. Dưới triều đại của Tống Anh Tông, đất nước vẫn giữ được sự ổn định tương đối, nhưng cũng bắt đầu đối mặt với nhiều khó khăn và mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là trong các vấn đề cải cách chính trị và quản lý tài chính. Trong thời kỳ này, triều đình Bắc Tống chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa hai phe, phe cải cách do Vương An Thạch lãnh đạo và phe bảo thủ. Cuộc xung đột giữa hai phe đã dẫn đến những biến động lớn trong triều đình, gây ảnh hưởng đến chính sách và quản lý quốc gia. Tuy nhiên, ông thiếu sự quyết đoán và khả năng xử lý những vấn đề chính trị phức tạp, đặc biệt là cuộc xung đột giữa phe cải cách và phe bảo thủ trong triều đình. Thời kỳ trị vì của ông đánh dấu một giai đoạn trung gian, không có quá nhiều biến động lớn nhưng cũng không có thành tựu nổi bật, là một bước để chuẩn bị cho những thay đổi sâu sắc hơn trong triều đại nhà Tống sau này. Sau khi Tống Anh Tông qua đời, đến thời Tống Thần Tông, Triệu Húc, nhà Tống đối mặt với khủng hoảng và Triệu Húc thực hiện cải cách của Vương An Thạch. Tuy nhiên, cải cách này cũng không thành công do thiên tai và sự phản đối. Triệu Húc qua đời năm 1085, con trai ông Triệu Hú kế vị và được gọi là Tống Chiết Tông. Chiết 9 tuổi và bắt đầu nhiếp chính lúc 16 tuổi. Trong giai đoạn đầu trị vì, quyền lực thực sự nằm trong tay bà nội của ông, Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị, người nhiếp chính thấy ông cho đến năm 1093. Giai đoạn Tống Chiết Tông trị vì được đánh dấu bằng nhiều sự kiện chính trị quan trọng, bao gồm những cuộc đấu đá giữa các phe phái trong triều đình, cuộc cải cách chính trị kéo dài và các vấn đề đối ngoại với các nước láng giềng như Tây Hạ và nước Liêu. Đây là thời kỳ có nhiều xáo trộn nội bộ trong triều đình do những cuộc đấu tranh chính trị và thất bại trong việc cải cách. Ông qua đời lúc 23 tuổi. Ông không có con nên quyền hoàng đế tiếp theo được truyền lại cho em trai ông là Triệu Cát, gọi là Tổng Huy Tông. Khi Tống Huy Tông lên ngôi, triều đình chìm vào tham nhũng và bất ổn dưới sự cai trị của các quan lại như Thái Kinh. Cuối cùng, nhà Tống liên minh với nhà Kim để tiêu diệt nhà Liêu, nhưng rồi nhà Kim quay lại tấn công Bắc Tống, dẫn đến sự sụp đổ của Biển Kinh vào năm 1126 trong biến cố Kinh Khang. Nhà Kim giam giữ Huy Tông, Khâm Tông và nhiều thành viên hoàng gia, đánh dấu sự kết thúc của triều đại Bắc Tống sau 167 năm tồn tại. Các lực lượng còn lại của nhà Tống tập hợp lại dưới quyền Tông Cao Tông, rút về phía nam sông Dương Tử để thành lập một kinh đô mới tại Lâm An và mở đầu cho triều đại Nam Tống. Triều đại Bắc Tống được đánh dấu bởi sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa và khoa học. Tuy nhiên, khi nhìn lại, triều đại này cũng có nhiều chính sách và tư tưởng đi ngược lại với lẽ thường của con người, đặc biệt trong cách quản lý đất nước và đối phó với những nguy cơ ngoại xâm, từ đó dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng. Triều đại này, khác với nhiều triều đại Trung Quốc trước đây, Bắc Tống theo đuổi chính sách tập trung quân đội triều đình, cắt giảm quyền lực quân sự địa phương, đặc biệt là không để các tướng lĩnh có quá nhiều quyền lực hành chính. Chính sách này đi ngược lại lẽ thường trong việc duy trì một quân đội mạnh mẽ và gây ra hậu quả là Bắc Tống thường xuyên phải chịu thua thiệt trong các cuộc chiến với các nước láng giềng. Có thể nói rằng triều đại nhà Tống có rất ít rắc rối trong nội bộ, mà hai lần sụp đổ của Bắc Tống và Nam Tống đều là do ngoại lực bên ngoài. Nhà Tống được cho là triều đại phong kiến khó bị tạo phản thành công nhất, song lại có tỷ lệ tạo phản cao vào thời điểm đó. Nhưng các cuộc nội loạn nội bộ đã không thành công cho đến khi nhà Tống sụp đổ. Cho đến cuối triều đại Bắc Tống, một câu nói nổi tiếng đã miêu tả Bắc Tống cách hài hước: người tài không thắng, người hèn lại có thể làm vua. Dù sao, 167 năm tồn tại của Bắc Tống đã cho thấy rằng việc trị nước một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào văn hóa mà còn phụ thuộc vào quân sự, cần phải tìm ra một con đường thực tế hơn cho dân tộc. Hy vọng rằng những kiến thức và quan sát từ lịch sử này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự cân bằng trong việc quản lý một quốc gia. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!